Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với livestream của GoToLive. Và ngày hôm nay thì Trịnh Hà sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị. Tại vì hiện tại thì Trịnh Hà đang có mặt tại đường Bàn Cờ. Ở đây thì khá là sôi nổi, đường khá là tấp nập nên nó hơi có một tí tiếng ồn nên mọi người thông cảm với Trịnh Hà nhé. Và hiện tại thì Trịnh Hà đang có mặt tại địa chỉ là 91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3. Ở đây thì mọi người cũng thấy được là ngày hôm nay Trịnh Hà đang có mặt tại Wood Fairy, là một cửa hàng chuyên về thực phẩm và trái cây rất là nhiều. Đúng với tinh thần của GoToLive là mỗi ngày một trải nghiệm, thì ngày hôm nay Trịnh Hà sẽ trải nghiệm cùng với tất cả mọi người ở một không gian mà những người có những cái chiếc bụng đói giống như Trịnh Hà thì sẽ rất là quan tâm. Dạ, em chào anh. Dạ rồi, mọi người cùng theo chân Trịnh Hà vào này nhé. Rồi, bây giờ mọi người cũng có thể thấy là ở đây có một cái vẫn là một cái thương hiệu của mình là Wood Fairy với một cái logo khá là sang trọng mọi người ha. Đó, Trịnh Hà thấy nè, để chúc mừng ngày khai trương luôn đúng không ạ? Tại vì trong ngày hôm nay tại Wood Fairy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi trong ngày khai trương và giảm giá lên đến 50%. Và đặc biệt thì trong GoToLive ngày hôm nay của chúng ta, khi mà mọi người đến mua hàng nhé, 50 người đầu tiên đến đặt bát là GoToLive với hóa đơn là 100.000 thì mọi người sẽ được tặng một phần quà đến từ Wood Fairy. Đó chính là cái này đúng không ta? Dạ rồi, đây là phần quà ngày hôm nay của mọi người. Khi mọi người đến mua hàng với đơn hàng chỉ giá là 100.000 thôi thì mọi người sẽ nhận được một ký táo nhật Fuji đúng không chị? Fuji. Cái táo này thì hồi nãy thì Trịnh Hà có nghe nói là một ký như thế này thì nó có giá dao động khoảng từ 60 cho đến 80 ngàn một ký lận. Trong khi là chúng ta chỉ mua hóa đơn 100 ngàn thôi là chúng ta đã thể nhận về cho mình một cái phần quà cũng đã cực kỳ hấp dẫn như thế này rồi. Nên nếu như mà chúng ta có nhu cầu đi sắm thực phẩm, thức ăn thì chúng ta hãy nhanh chân ghé đến 91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3 mọi người nhé. Ở đây này Trịnh Hà thấy có rất là nhiều đó. Ở đây thì trong này thì em thấy có trái cây nè. Đấy, trái cây, xong rồi còn có đồ ăn, thức uống. Ở đây thì có rất nhiều là bánh kẹo, rồi thực phẩm đông lạnh rất là nhiều luôn. Bây giờ anh cameraman sẽ cho mọi người xem được không gian ở đây. Ở đây thì em hiện tại đang thấy có khách hàng đang mua hàng tại đây. Đó, mọi người có thể xem là rất là nhiều tất cả các mặt hàng của chúng ta ở đây. Và mọi người đừng quên là chúng ta nhớ là theo dõi GoToLive để mỗi ngày chúng ta có thể trải nghiệm một không gian khác nhau hay là những cái điều đặc biệt đến từ GoToLive mọi người nhé. Ở đây thì thấy rất là nhiều đấy. Ở đây là hạt nhân dâu ua, rồi hạt nhân dâu tây. Mấy cái này là mấy cái thực phẩm mà dành cho các bạn mà đang ăn healthy đúng không chị? Đúng rồi. Đó. Ở đây thì dạ em chào chị. Chị tên gì ha? Chị tên là Thoa. Chị tên Thoa, chị Thoa ngày hôm nay sẽ là người đồng hành cùng với Trịnh Hà để giúp mọi người biết hơn về tất cả những cái sản phẩm ở đây chị nha. Đó, ở đây thì em thấy chào mọi người. Em thấy ở đây thì mình có rất là nhiều. Đầu tiên hồi nãy em thấy có trái cây nè, rồi cái này là thực phẩm, rồi có cái này là sản phẩm. Giống như là sản phẩm dầu ô liu. Dầu ô liu. Những cái này là hàng gia vị của chị, giống như là nhập từ Hà Lan với Tây Ban Nha với Pháp. Mình có thể giới thiệu sơ với mọi người về tất cả cái không gian của mình đó. Dạ. Yeah. Ở này mình sẽ có những video. Trước tiên là cái thực phẩm cao cấp. Tại vì bên chị cũng có thêm một cái kệ hàng để là dành cho thực phẩm cao cấp. Đây là yến. Yến này là cái yến mà chị thật sự là bên cái nhà anh họ của chị làm luôn á, là có nhà ngoài đảo Khánh Hòa. Xong rồi hả? Trước khi chị mở tiệm này là chị phải đi gom cái hàng yến lâu lắm nó mới có được đủ xanh số để mà chị mở mặt yến thiên nhiên, yến ngoài đảo. Và cái loại này á là cái yến thô, cho nên mọi người á nếu mà làm biến không cần nhạt lông á thì mua cái loại này, còn loại này là yến thô. Yến thô thì cái mọi người đều biết chất lượng của cái yến thô, yến nhiên thị hiếu bây giờ người ta rất là thích yến thô, cái gì mà nó nguyên thô. Chất đúng không chị? Rồi, đó. Nó còn nguyên chất nó thật. Dạ. Còn cái này thì có hai loại. Cái này là yến đã được làm sạch sơ chế rồi. Cái loại này thì nhưng mà một cái mà mình đáng quan tâm ở đây đó là sản phẩm này là sản phẩm chính là người nhà của chị Thoa làm luôn. Dạ. Và chị là người phải đi gom cái số yến đó lại để làm ra những cái sản phẩm chất lượng và bán trực tiếp tại cửa hàng của mình luôn. Nên mọi người an tâm về cái vấn đề là chất lượng sản phẩm cũng như là vệ sinh sản phẩm khi mà mình đến với Wood Fairy. Không có pha trộn một chút muỗng chôm hay gì giống như trên thị trường. Ồ, cái này là thường thì mình sẽ có cái sản phẩm giả đúng không chị? Thì mình sẽ pha đó. Còn cái này là nguyên. Tại vì từng cái số yến cái số của chị nó rất là còn nguyên, nó không có bị nát bụng như là những cái yến ngoài thị trường, nó rất là còn nguyên một miếng. Ở đây mọi thì người có thể thấy được.
Ở đây thì có một bạn hỏi là mình chuyên gì vậy à? Sản phẩm gì quá đúng là siêu thị thu nhỏ. Đó, giống như vậy, giống như những cái cửa hàng tiện lợi, nhưng mà ở đây thì có những dòng sản phẩm cao cấp và đa số thì Trịnh Hà thấy ở đây là những cái sản phẩm ngoài ở đây là chính. Có nghĩa là nhập từ các nước khác là chủ yếu chứ không có sản xuất tại mặt hàng sản xuất tại Việt Nam mình nhiều, đúng không chị? Những sản phẩm cao cấp đó, thì được chọn lọc. Như cái đông trùng hạ thảo này là xuất xứ ở Việt Nam mà trên Đà Lạt, trên cao nguyên á. Mà khi mà thu hoạch là mọi người trên xưởng là phải sấy âm 30 độ để giữ được những cái chất giống như là axit amin còn nguyên, không có bị phân hủy. Thứ hai là chỉ có một cái sản phẩm này, đông trùng hạ thảo này là nó có muối N6. Muối N6 trong đây là nó sẽ dẫn những cái axit amin vô thẳng trong máu. Còn những đông trùng hạ thảo như là Hàn Quốc hay cái gì khác thì thực sự coi thành phần nó không có được cái chất N6 đó. Ở đây thì em không biết là cái giá của sản phẩm mình nó có trên là thì giá thị trường không chị? Nó có rẻ hơn? Dạ, cái này á là làm ngay tại trong nước và xuất và bán trong nước thì nó chỉ là giá nó có 1,1 triệu thôi. Hình như là nó hơn phân nửa cái đông trùng hạ thảo của Hàn Quốc luôn á. Nó giảm. Nhưng mà nó giá thành của nó phân nửa cái giá thành của đông trùng hạ thảo Hàn Quốc. Nhưng mà mình lại cảm thấy là hàng nội địa nó rất là yên tâm. Tại vì trồng ở đây và sơ chế ở đây luôn. Đó, mọi người thấy. Thì mình là những khách hàng Việt thì mình hãy là người tiêu dùng sản phẩm Việt. Thông minh, người tiêu dùng thông minh để lựa chọn sản phẩm. Ở đây thì em thấy là có rất nhiều comment, ví dụ như là đến shop mình mua 100k mà được tặng 1 ký táo hả? Dạ đúng rồi, khi mà mọi người tới shop, mọi người sử dụng voucher của GoToLife là 50 người đầu tiên khi đến với lại Food Fairy, mọi người đọc badge GoToLife thì mọi người sẽ được tặng 1 ký táo Nhật Bản. Và đơn hàng của mọi người chỉ cần đạt 100.000 thôi là mọi người đã thể nhận được một cái phần quà ưu đãi rất là hấp dẫn như vậy rồi. Đúng đó rồi. Thì ở đây thì em còn thấy rất là nhiều voucher giảm giá yến mình có không ạ? Hay là mình chỉ ngày hôm nay chị mình em thấy là có giảm giá là lên tới 50% các sản phẩm, thì không biết là những cái sản phẩm nào và yến như là 10%, 20%, 30%, những cái này là chia này của Úc là tụi chị đang chạy chương trình giảm 50%. Giảm tới 50% cái kệ này là cái kệ mà mình dành cho những người ăn healthy. Táo Nhật ăn chua hay ngọt vậy ạ? Đây là một câu hỏi. Táo Fuji rất là thơm. Táo của mình thơm nha chị. Táo Fuji của Nhật rất là thơm và ngon. Còn những cái mặt hàng trái cây khác nữa. Tên shop này lấy cảm hứng từ đâu vậy ạ? Có một bạn khách hàng hỏi mình. Tên shop này có nghĩa là thực phẩm thần tiên. Ai ăn những cái thực phẩm này thì sẽ thần tiên. Một cái là đến đây cũng sẽ là giống như lạc giữa xứ thần tiên. Slogan khá là thú vị. Giống như là xứ sở thần tiên, tới đây tất cả mọi thứ ở đây đều giống như là những cái sản phẩm thần tiên ăn vào thì mình thăng hoa về sức khỏe đó mọi người. Mình mong cho mọi người có một sức khỏe như thần tiên vậy đó. Ở này thì em còn thấy rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Ở đây hình như là cái này là vi cá, bào ngư, cái súp vi cá, bào ngư như như loại này là vi cá riêng và bào ngư riêng, nhưng mà cái này hàng này là súp vi cá, bào ngư vi cá, nó là thập cẩm. Ngoài bào ngư vi cá thì nó còn có hải sâm và sò điệp. Cái loại này là mình bào ngư xanh của Úc tươi, tất cả đều tươi và được để đông lạnh. Cái sản phẩm này á, là cái thương hiệu này nó cũng thiên vị phẩm của người ta cũng thai nghén 5 năm mới ra được cái sản phẩm này. Và sản phẩm của mình như thế này. Thực sự là cái này mới có mặt trên thị trường Việt Nam nửa năm thôi, nhưng mà nghiên cứu 5 năm mới cho được ra cái sản phẩm. Và không cần phải đi nhà hàng hay đi bất cứ đâu, ở nhà mình vẫn chỉ cần 5 phút bắt lên nồi và mình đã có một cái thối súp rất là bổ dưỡng cho mọi người rồi. Đây thì ở đây thì em hay có một câu hỏi là có sản phẩm như muốn tặng cho ông bà được không, thì những cái sản phẩm ví dụ như là súp bào ngư vi cá này cũng là một cái sản phẩm mình có thể mua mình tặng cho ông bà cha mẹ của mình ăn để có thể hồi phục nguyên khí này, bổ sung rất là nhiều các dưỡng chất giúp ích cho sức khỏe, giống như là yến hay là đông trùng hạ thảo cũng là những cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe của ông bà cha mẹ mình nè. Rồi ở đây còn có cà phê, rồi có rất là nhiều những cái sản phẩm khác, và đặc biệt ở đây thì Trịnh Hà không những là có những cái sản phẩm cao cấp như
như thế này mà nó còn rất là nhiều cái sản phẩm khác dành cho giới trẻ của chúng ta. Ví dụ như là ăn vặt, ở đây thì Trịnh Hà mới vào luôn, là Trịnh Hà đã đặt ngay vào mắt Trịnh Hà. Ôi, những người mà có những chiếc bụng đói với Trịnh Hà thì không thể nào bỏ qua được những cái sản phẩm như thế này mọi người ạ. Và hồi nãy Trịnh Hà vào á, Trịnh Hà cũng thấy một chị xinh xắn mua rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây. Không biết là hình như chị cũng là một khách hàng khá là thân thiết và chị đang tính tiền hả? Dạ em chào chị. Dạ mọi người ơi, thì chắc là có một chị gái xinh đẹp thì Trịnh Hà cũng xin phỏng vấn chị một tí chị nhé. Không biết là chị có ngại không ạ? Hơi ngại mọi người nhé, nhưng mà không sao, chắc chị đứng bên một bạn xinh đẹp như em chắc chị cũng không ngại lắm đâu chị ha. Đó à, thì em thấy là chị cũng mua khá là nhiều những cái thức ăn vặt như thế này. Không biết là chị đã tới cửa hàng mình là ngày hôm nay khai trương, thì không biết là chị từ đâu mà chị biết tới cửa hàng của mình đó chị? Đi ngang qua thấy đi ngang qua thấy cửa hàng thần tiên cái vào xem thử luôn và ăn có thần tiên và mới vào nhưng mà lựa chọn cũng khá là nhiều những cái thực phẩm, đa số những thực phẩm tại vì thanh ăn theo thì á cho nên là dạ. Thực phẩm này không phải là ăn là chị thích ăn các sản phẩm heo thì bỏ ra thì có rất là nhiều những cái sản phẩm heo thì ở đây. Không biết là chị có thể giới thiệu thực sự bé Thanh nó là một khách hàng trời chị mới mở, nhưng mà bé nó là người tập gym á, nó mỗi tuần nó đều tới đây mua những đồ heo thì của nó, là mà bé rất là thích ăn. Trời ơi, bà này bà xạo, bà mua quen rồi mà bà kêu với em là thôi nãy chị mới đi ngang qua chị thấy chị ghé vào. Xạo xạo với em ngại đâu mọi người. Không phải biết sao mọi người. Ăn nhiều quá ngại không có dám nói, xong rồi bây giờ mới kêu là thôi mình tới mua sản phẩm ăn heo thì mọi người ạ. Đó, thì ở đây thì em thấy có rất là nhiều những sản phẩm heo thì em thấy chị cũng mua khá là nhiều, thì chắc là chị cũng rất là tin tưởng những cái sản phẩm heo thì ở bên này. Một hộp này nó có ba loại hạt, nó nằm chung, mấy loại hạt nó nằm chung với nhau luôn á. Dạ. Dạ. Hạnh nhân. Wow, hạnh nhân. Cái này thì em thấy mọi người thường ăn với là ngũ cốc đồ này nọ đúng không ta? Cái này trộn cái này là chua. Còn là hạt, còn cái ngũ cốc bột thì chỉ có bên đó có hàng đó luôn. Nó có sẵn cái bột luôn, mọi người chỉ cần pha nước sôi bỏ vô thôi. Là cái nào vậy? Là nó đây đầy đủ các loại hạt và xong rồi mình chỉ cần mỗi ngày một gói. Còn mấy cái hạt mà như còn chị mấy cái hạt mua là dành cho kiểu như mình ăn vặt, mình dạ, dưới thì mình vặt, thay mình cứ ăn bánh kẹo ngọt dạ, mình sử dụng đúng sản phẩm này đúng không chị? Ồ. Giờ mà đói bụng á, thay vì mình muốn giảm cân thì mình ăn những cái hạt này. Mình ăn cái sản phẩm này á chị, mình thấy mình có đủ sức khỏe không ta? Tại vì em ít ăn heo thì á, em không biết là mọi người, em thấy mọi người hiện nay thì có cái trào lưu là ăn heo thì ăn những loại hạt như thế này nè. Mình không biết là ăn xong rồi mình có bị mệt hay là mình thiếu chất rồi gì không? Một tuần thì Thanh dành khoảng từ 3 đến 4 ngày để ăn nó. Mình cũng thể ăn những thứ khác như chút xíu. Nhưng mà dáng của chị rất đẹp mọi người ạ. Hình như em hồi nãy em có nghe nói chị nói là chị tập gym hay phòng gym gì đúng không ạ? Chị làm cho phòng gym mọi người ạ. Đó. Rất là xuất. Nếu như mà rảnh á, không có nếu có thời gian thì chắc là Go To Life sẽ liên hệ với chị để ghé phòng gym chị luôn mọi người ạ. Tại vì mình ăn uống rồi thì mình cũng phải tập cho có sức khỏe một tí đúng không ạ? Dạ đó, thì cảm ơn chị nhiều nha, chị cứ lựa thích nha. Tại vì ở đây thì em còn thấy rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây nè. Đó. Đó thì em nhờ chị Hoa giới thiệu chứ. Những cái loại bánh đặc biệt này từ bên Nhật. Và như cái hàng này á, là tất cả các loại bánh ăn vặt bây giờ của Đài Loan thì chị bỏ trong một bịch để mọi người có thể khi mà mua một bịch này là có thể thưởng thức hết tất cả những cái mùi của bánh, không có cần phải mua nó nhắc nhắc nữa. Ở đây thì em có rất là cái bánh bông lan của Nhật này á, là nó làm từ yến mạch không hề ngọt và rất là tốt cho mọi người, không phải là bột trứng sữa như là bánh lan Việt Nam của mình, nó thành nguyên một bánh và nó đã cắt như những dày. Ở đây thì em thấy có rất là nhiều comment của mọi người có đồ ăn liền không ạ? Thì đa số sản phẩm ở đây cũng có đồ ăn liền luôn và có cả thực phẩm đông lạnh nữa đó. Thì ở đây thì khá là nhiều bánh kẹo thì dành cho có heo thì có luôn, mà mấy bạn mà thèm ăn và thèm ăn bơ, hay là gì chi hay cái gì là đều dạ, có được có hết tất cả luôn mấy bạn. Mà thèm ăn ngọt giống như chị nào hồi nãy em vào là đặt vào mắt em là những cái sản phẩm này thì tí nữa em sẽ mua ngay luôn chị ạ. Đó, bây giờ mình qua một tí bên sản phẩm đông lạnh. Chị Hà ăn vậy mà vẫn giữ dáng rất là đẹp ha. Da mặt rất là đẹp luôn đó. Cái này là sản phẩm rồi đây. Dạ em chào chị. Dạ tụi em đang làm một cái chương trình của Go To Life là khám phá ở Food Fairy, thì em thấy chị đang mua hàng đó, không biết là chị đã một biết Food Fairy qua đâu vậy ạ? Thì mình cũng đi ngang đây qua... mình chào mọi người cái ạ. Dạ mình cũng đi ngang qua đây thì mình thấy bên Food Fairy bên này mình có những cái mặt hàng nó rất là tốt và rất là tốt cho sức khỏe luôn, cho nên mình ghé mình cuối tuần mình có hay mình hay ghé đây mình
cái này mình có cần hấp lại hay gì không chị, hay là mình bỏ trực tiếp vào lẩu? Dạ không, mình chỉ cắt rồi xong mình bỏ trực tiếp vào lẩu, tất cả đã được làm sạch và cắt mỏng. Dạ. Ờ. Đó. Nó còn có cái này nữa mà cũng nhà mình hay nướng ra cái này là cổ cụ nó nạt hơn nhiều so với cái kia. Kiểu như là chị rất là rành đúng không mọi người, một người rất là đam mê về thực phẩm mọi người. Đó, chị biết cái nào là nhiều nạc. Để cho chị Thành nhìn vào, chị Thành rất là hoang mang. Ở đây thì mình nhiều người thích mỡ, nhiều thích nạc. Còn cái này là cái gì vậy ta? Chị có thường ăn cái này không chị? Mình thì thi thoảng ăn cái này thôi. Dạ. Cái này cái này thì nó có gì đặc biệt không chị Thoa ha? Cái xương này nè. Cái này dạ, rất là ngon, ướp nướng barbecue hoặc là ướp sả chiên. Đây nè mọi người, ta thấy nguyên một miếng sườn lớn á. Dạ. Thường á thì mình đi ăn mấy cái quán mà BBQ nó có nguyên một miếng sườn lớn này vào rồi mình cắt nhỏ mình ăn. Dạ. Nó rất là sườn sò luôn. Cái này mình có thể trực tiếp làm tại nhà luôn mọi người nhé. Dạ. Đó. Đó, chị có lấy cái này không? Xin lỗi chị. Cái này chị bị quen tay á, chị đi siêu thị là bóc liêu bóc liệt. Ở đây thì mọi người cũng thấy là có rất là nhiều những sản phẩm đông lạnh khác ở bên này nữa. Anh chắc là nhờ anh mình cho mọi người xem mấy cái sản phẩm đông lạnh ở bên này. Đó, rồi trong thời gian mà anh cho mọi người xem thì em đọc một tí những cái comment của mọi người nè. Quay đến hộp nước ép đi anh, trong siêu thị hộp đó 60k đây, hơn là anh ở đây. Giá sao ô đời. Rồi để là tí nha, sau cái khu đông lạnh này thì hãy sẽ chuyển qua bên đó nhé. Có thực phẩm cho gamer luôn hả anh? Đúng rồi, có rất là nhiều đã sản lấy phẩm. Thịt ra rồi, đây. Chỉ còn gặp cái thịt thôi, chị lấy vỏ ra rồi. Có sô cô la không ạ? À? Thì thôi bên mình có sô cô la. Ô yeah, quá trời không? Luôn, kệ luôn. Rất rất là nhiều luôn á mọi người. Rất là nhiều. Lát nữa hàng sẽ quay cho mọi người coi. Dạ. Và đứt về. Thịt bò này dùng nướng thịt ngon bánh trái trời, xuất sắc luôn. Hồi nãy chị Thôi có giới thiệu cho mọi người. Đó, bò Wagyu bao nhiêu một ký vậy? Là bò nào vậy chị? Wagyu. Hồi nãy mình có giới thiệu cái bò này đúng không ta? Chị. Đó ta. Bò ở đây nè mọi người, mình đang 329.000 hả mọi người chị. Ở đây thì có các bảng giá nè, anh đang cho mọi người xem cái bảng giá ở đây nè. Là tất cả các sản phẩm của mình sẽ có cái giá ở đây, mọi người vào mọi người tham khảo. Mình cảm thấy là cái sản phẩm nào nó hợp với lại cái hầu bao của mình thì mình mua. Đó, có thịt Iberico luôn, thịt ngon lắm nè, ghế nhận. Thật sự là em rất là không có rành về những cái sản phẩm thịt ngõi nên đọc mấy cái tên nó kiểu như rất là xa vời lạ lắm với em. Cái thịt Iberico đó của Tây Ban Nha bây giờ nhiều người rất là thích. Nó hơi dạng như là xong khó chút xíu rồi bắt đầu nó đóng, cho nên là những cái thịt như là cái này thịt heo thì mình nhìn thấy rất là giống thịt bò, là tại vì nó đã giống như muối qua một lần rồi. Đó. Nó rất là ngon, nó có gân mỡ trong đó luôn, nó không có như thịt heo mà trắng bóc như là ngoài chợ. Rồi ở đây thì em thấy là mình hỏi làm sao để nhận được khuyến mại bạn. Đơn giản thôi, mình chỉ cần ghé đến Food Fairy 91 bàn cờ phường 3 quận 3, sau đó mình đọc bắt Go To Line thì 50 bạn đầu tiên chúng ta mua hàng với đơn hàng 100.000 thì mọi người sẽ nhận được 1 ký táo Nhật. Đây, chị Thành sẽ cho mọi người xem lại nhé, mấy bạn mà mình vào sau mình không có kịp để mình xem thì đây sẽ là cái phần quà khuyến mại khi mà mình tới mình mua. Thì chị Thoa nói là ở đây thì cái táo này nó rất là thơm và rất là ngọt. Nếu như có đó mọi người, nếu như mình yêu thích táo này thì mình có thể mình ghé mình mua bất cứ sản phẩm như đủ 100.000 là mình nhận được rồi. Tại vì cái mức giá của một cái túi như thế này này thì nó cũng dao động tới khoảng là 60-80 nghìn rồi mọi người nhé. Đó, ở đây thì mình quay lại cái gian hàng sô-cô-la đi chị. Sô-cô-la đi chị. Ở đây. Đó, sô-cô-la của mọi người đây. Rất là nhiều luôn á. Hình như em biết là sô cô la mình ăn giảm cân vẫn được đúng không ta? Em nhớ là cái sô cô la đen đúng không ta? Dark chocolate là đây. Nó rất là tốt cho tim mạch và giảm cân. Thôi những người ăn keto là bây giờ người ta ăn cái này nhiều. Wow. Cái kệ này là chị nhập hàng bánh kẹo sô cô la từ châu Âu. Hay là tất cả sản phẩm của mình là nhập từ châu Âu hết luôn, là những cái sô cô la này. Như cái này là đất. Mọi người có thể xem là mọi người rất là nhiều những cái sản phẩm sô cô la ở đây thì em thấy cũng khá là nhiều màu á mọi người. Đó, màu ủa cái này nó khác nhau cái gì vậy chị ha? Em thấy một cái loại. Cái mùi thôi, như cái này. Cái này là hazelnut, nó có cái hạt phỉ trong đây. Có cả bánh rồi, cái này là cái sô cô la luôn hả chị? Như những cái loại này là ăn kiêng được nè, 80% cacao lượng. Nó rất là tốt, nó không có đường. Không có là đường no sugar. Tạo mỡ đúng không chị? Đó. Không có sugar. Đấy mọi người, ai mà thèm sô cô la thì mình hãy nhanh chóng mình ghé Food Fairy để mình tìm hiểu nè, có gì ăn demo được không? Có gì ăn demo được không ạ?
Tí nữa thì chắc có lẽ là Trịnh Hà thấy rất là nhiều bánh kẹo này, thì tí nữa Trịnh Hà sẽ mua một phần để Trịnh Hà ăn thử và cảm nhận cho mọi người xem là những cái sản phẩm tại Food Fairy như thế nào mọi người nhé. Còn bây giờ thì để mình show hết những cái sản phẩm có trong cửa hàng để mọi người có thể biết được sản phẩm ở cửa hàng mình là gì. Đó. Đây bây giờ nãy giờ thì mình thức ăn rồi thì bây giờ mình đi tới một tí gì đó nó dinh dưỡng. Cứ dạ, em chào anh ạ. Dạ và xin lỗi anh không anh thông cảm đấy nha, tụi em đang livestream. Đó. Dạ, xin mời cái tự nhiên. Dạ, mình đang xem một số sản phẩm về trái cây. Dạ, anh cứ lấy cái này thì mở cho anh lấy. Mình mới vừa sang sản phẩm trái cây là có một khách hàng vào luôn mọi người đó. Mình nhớ là mình theo dõi Go To Live và cũng như là Live Bay Food Fairy để mình cập nhật những cái sản phẩm rất là dinh dưỡng tại cửa hàng mọi người nhé. Đừng quên là chúng ta có chương trình ưu đãi khi đến với cửa hàng mình sử dụng mã của Go To Live thì mình sẽ được giảm 50 đó. Mình sẽ được tặng một phần quà là táo 1 ký táo Nhật đó. Tại vì nhằm ngày hôm nay khai trương có những cái sản phẩm giảm đến 50% là mọi người ạ. Nên cái chương trình khai trương của mình là sẽ áp dụng từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu chị? Là ngày bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới chủ nhật 23, 24, 25, 26. 23, 24, 25, 26 khi mà mọi người tới cửa hàng thì mọi người sẽ được giảm giá từ 10 đến 50% tùy vào sản phẩm. Cherry này thì có những loại nào nhỉ? Cherry thì có hôm nay mình nhập tầng là size 8.5 với 9 với lại cherry vàng. Có cherry vàng nhỉ? Dạ, có cherry vàng. Cherry vàng thì nó sẽ giòn và ngọt hơn cherry đỏ thì nó chua, có vị cherry chua nhiều. Cherry đỏ này chỉ là bao nhiêu tiền một ký? Cái cherry đỏ này size 8.5 là bao nhiêu là 4.5. Tất cả giá ở của mình thì sẽ được list vào là 439. 439 một ký. Cái này là hộp này là 8.5 size 8.5 là to đó. Dạ. Loại này loại là hộp một ký luôn đúng không? Một ký hộp đó là một ký. Tụi em vô sẵn một ký và nửa ký. À thế thì hôm nay là có khuyến mại là giảm giá này hay là mua cái này là được mua cái khác giảm giá? Nếu như bây giờ anh đây anh tính cái này xong anh đọc bát Go To Live thì anh sẽ được tặng một ký táo này. Còn tại vì hình như là cái sản phẩm này không có trong chương trình khuyến mại của mình đúng không chị? Nên mình đây anh sẽ được tặng một cái túi này. Dạ. Ok. Đó. Ở đây thì mọi người thấy nói chung là cái giá này là cho tuần lễ khai trương là tụi em đã chạy chương trình thấp hơn những cái shop ở ngoài. Ok. Thế để mình đi nhá. Mình sẽ lấy một ký này để mình đi xem tiếp nhá. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi mọi người cũng có thể thấy được những cái loại trái cây ở này nè. Rồi Hà thấy mọi người hỏi nè, tác dụng súp bào ngư vi cá là gì vậy shop? Lúc nãy thì mình cũng có đề cập tới cái súp bào ngư vi cá đó là nó bổ sung sức khỏe cho người nhà người thân của chúng ta. Rồi đến thì nếu như được thì Hà cho anh cứ quay cho mọi người xem trái cây nhé. Em sẽ lấy cái sản phẩm đó cho mình. Đây ở bên này thì là cái này là yến, cái súp bào ngư vi cá ở bên này. Đây đúng không ạ? Đó, mọi người có thể xem. Cái này là bồi bổ sức khỏe, tăng cường cho người lớn tuổi. Đồng thời là cái này là khi mà mình cho mẹ bầu nào mà mới sinh em bé á, muốn hồi phục lại sức khỏe cũng rất là tốt. Và đặc biệt là tăng cường cái khả năng sinh lý của nam và nữ. Hộp mà hộp cherry nhỏ anh trai đang cầm giá bao nhiêu vậy á? Cái hộp này của mình là bao nhiêu? Một ký là bao nhiêu chị? Một ký cherry đỏ hồi nãy. Một ký xem cái chai lúc nãy xe 8.5 là 439. 439 ngàn một ký như vậy mọi người nhé. Đó. Quán mấy mở hả? Dạ đúng rồi, shop của mình. Dạ, shop của mình mới khai trương ngày hôm nay mọi người nhé. Đó nên mọi người nếu như mình có thời gian thì mình ghé 91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để mình tham khảo những cái sản phẩm ở đây mọi người nhé. Có rất rất là nhiều những cái sản phẩm ở đây luôn. Đó. Có lẽ là bây giờ em sẽ chọn em mua một cái sản phẩm nào đó em trải nghiệm cho mọi người luôn ha. Bây giờ em cũng là khách hàng giống mọi người ạ. À. Em sẽ đi chọn một sản phẩm để em trải nghiệm. Hàng có muốn cầm hashtag để mà... Dạ, mình có hashtag được không chị? Rồi, đây. Hello mọi người, I love Food Fairy. Đó, dễ thương đáng yêu. Ủa, ví dụ mình tới mà check in với cái này mình có được tặng gì không chị? Đó là một cái táo á. À mình tới mình khi mà mình share like xong mình đến tới, mình xong check mình in thì, đáng yêu cute the với lại cái một cái sản phẩm gì đó với hot top thì mình sẽ được tặng một ký táo. Cái này tụi chị gói sẵn để mà chờ đợi mọi người. Đó là mọi người tranh thủ mọi người nhá mọi người. Đó. Vì chị đáng yêu của chúng ta đang chờ đợi chúng ta tới lấy những phần quà này về mọi người ạ. 50 phần quà lận mọi người. Bình thường thì em cũng có đi những cái shop khai trương khác thì cũng tặng tầm 10 mấy 20 phần quà thôi. Còn ở đây là mình tặng tới 50 phần quà đó mọi người. Mình tặng tới 4 ngày luôn cho nên chuẩn bị nhiều phần quà. 4 ngày đó. Cái gì đây ta? Ăn bánh thì để cho cameraman anh cùng trực hàng.
Ủa cái này là nhiều loại đúng không chị? Nhiều loại. Mình lấy cái nào mà nhiều loại đi để mình có thể. Cái đó là nhiều loại đi. Đây, mình lấy cái này đi ha. Đó khá là nhiều loại. Dạ em, chị tính tiền giúp em nha. Em cảm ơn chị. Em đọc bắt Go To Like chị nhé. Đó mọi người đến thì mọi người mua hàng xong thì mọi người cứ đọc bắt Go To Like mọi người nhé. Ồ ở đây thì em thấy là cái dãy này thì đang giảm 10% nè. Còn cái dãy bên trên của mình thì giảm 20%. Ở dưới này là hình như là em còn thấy là khá là có cả trái cây sấy khô nữa mọi người à. Nãy giờ mình không có thấy. Ở đây thì hồi nãy em thấy là một có ai hỏi em là có sỉ, sỉ thùng bia không. Ủa mình có sỉ bia không chị? Đó. Dạ rồi. Khách hàng của chúng ta cũng khá là đông mọi người à. À shop có nhiều chi nhánh không ạ? Em ở quận 8 quá xa quá hay shop mình có bán online không? Ủa shop mình có. Dạ. Dạ mình có ứng dụng bán online luôn nha. Chị ơi. Dạ rồi. Lên shop có chương trình khuyến mãi gì không ạ? Dạ hiện tại ngày khai trương thì shop của mình sẽ được giảm giá từ 10 đến 50% tùy vào sản phẩm mọi người nhé. Và khi tới thì mọi người nhớ đọc giúp Trịnh Hà là Bus Go To Line để mình có thể nhận về cho mình một phần quà là 1 ký táo mọi người ha. Đó, 1 ký táo Nhật rất là sừng sờ luôn. Đấy, 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 và mình chỉ cần chụp hot top với cái này thôi nè, rất là đáng yêu. Chụp với Trịnh Hà một tấm. Đây, chụp em với chị một tấm. Anh Hắn ơi. Cười hơi mỏi anh ạ. Dạ. Rồi, vậy là em chụp xong hình rồi này mọi người, là em xong thủ tục để bây giờ em lấy cái bánh và em nhận quà rồi đó mọi người ạ. Đó bây giờ cái ổ tính tiền mình có cần đọc tên thông tin rồi gì không chị hả? Có, em có đọc thì chị lưu lại các khách hàng. Dạ. Đấy. Cái này là hồi nãy em lấy cái này nè mọi người. Của mình là có tích điểm hay là khuyến mãi gì cái mà mình tích điểm không chị? Có tích điểm đúng không chị? À khách hàng thân thiết đó mọi người. Đó mình mua sản phẩm xong thì mình đọc thông tin, hình như là mình sẽ đọc tên, số điện thoại đúng không chị? Đó, ngày tháng năm sinh luôn chị. Ví dụ, sinh nhật em á, mình tới mình giảm bây giờ 10%. Đó, thì bây giờ là Trịnh Hà đã mua xong những cái sản phẩm ngày hôm nay nè. Đó, Trịnh Hà mua xong sản phẩm nè, rồi có được tặng quà nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và nếu như mà mình là những người mà yêu thực phẩm và mình muốn tặng những cái phần quà giá trị cho ông bà cha mẹ thì mình còn ngại gì mà mình không ghé ngay đến địa chỉ 91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3 để mình có thể trải nghiệm những cái sản phẩm ở đây cùng với những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Và mình đừng quên là chúng ta có 50 mã Go To Line nhận về cho mình 1 ký táo khi mình mua đơn hàng với hóa đơn là 100.000 mọi người nhé. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi live stream cùng Trịnh Hà và chị Hoa. Đó. Mình nhớ ghé shop nha mọi người nha. Food Fairy 91 Bàn Cờ, phường 3, quận 3. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đăng xin like.